Triple Crown là một định nghĩa không chính thức và đội bóng đầu tiên có được nó xuyên suốt lịch sử túc cầu từng chỉ có mỗi Tây Ban Nha. Cách mà họ thống trị bóng đá thế giới từ năm 2008 đến 2012 thật sự là trên cả mức thuyết phục. Một đội hình All-Star của La Liga với sự hòa quyện giữa Barca và Real Madrid, rồi một kiểu chơi tiki-taka dễ khiến người ta quên hẳn đi khái niệm thời gian. Cũng giống như định nghĩa về cú ăn 6 sextuple, nó cũng chỉ mới xuất hiện từ ngay trước thập niên 2010. Bởi ít ra phải có đội đạt được nó thì mới thực tế chứ. Trước khi Bayern Munich tái hiện kỳ tích này vào năm 2020 với lối đá high pressing, thể lực, đã từng có một Barcelona uyển chuyển chơi tiki-taka thống trị trời Âu vào năm 2009. Thời điểm đó người ta còn truyền tai nhau rằng phải chi Messi thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha, khả năng họ sẽ còn giành được thêm nhiều danh hiệu nữa, cùng một triều đại còn dài hơn nữa. Kỷ nguyên của bóng đá tiki-taka từng ngự trị thế giới và ngoài Xavi, Iniesta phải có ma thuật lừng danh của Messi, món đặc sản này mới trở nên thật đậm vị. Âm hưởng của bóng đá 10 năm về trước và thời điểm hiện tại không thể giống nhau. Argentina có kiểu chơi kiểm soát làm chủ đạo, phối hợp ngắn và tùy tình hình sẽ thay đổi cách vận hành. Nó không nhất quán một cách cực đoan như cái thứ phép màu trong quá khứ kia. Tuy nhiên điểm chung cú Triple Crown đã đến với Tây Ban Nha hơn 10 năm trước và vừa qua là đến với Lionel Messi cùng với các đồng đội khi Copa America 2024 hạ màn. Tưởng tượng mà xem, cảm giác sẽ thế nào khi vừa có thể thưởng thức sextuple vừa hoàn tất Triple Crown. Dăm ba cái mắt cá bị chườm đá có hề chi, làm sao khiến Lionel Messi tắt đi được nụ cười rạng rỡ trong buổi tối tại Miami được kia chứ? Nhà vô địch Argentina đã giành được danh hiệu Copa America thứ 16 kỷ lục khi đánh bại Colombia với tỷ số 1-0 nhờ vào bàn thắng trong hiệp phụ của cầu thủ vào sân thay người Lautaro Martinez tại sân vận động Hard Rock ở Florida vào Chủ nhật. Trận đấu bị hoãn hơn 1 giờ sau khi hàng nghìn người hâm mộ không có vé cố gắng vào sân vận động. Martinez, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu, đã đón đường truyền chính xác của Giovanni Lo Celso trước khi tạo nên một quỹ đạo sắc bén, đánh bại thủ môn Camilo Vargas của Colombia ở phút 112, khiến cho người hâm mộ Argentina ăn mừng cuồng nhiệt. Danh hiệu mới nhất của Argentina đến sau chiến thắng tại World Cup 2022 và Copa America 2021 và là lời chia tay hoàn hảo cho Lionel Messi, chủ nhân của 8 quả bóng vàng trong giải đấu quốc tế có thể là cuối cùng của anh. Chiến thắng này cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng của Angel Di Maria cho đội tuyển Argentina sau khi cầu thủ 36 tuổi này tuyên bố năm ngoái rằng anh sẽ giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Copa, trong khi trung vệ Nicolas Otamendi 36 tuổi cũng chuẩn bị kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Trọn vẹn 3 danh hiệu trong có đúng 3 năm chấm dứt sự thất vọng kéo dài, một cái vía thất bại khi mỗi trận chung kết tới bởi Argentina là một cường quốc bóng đá, bởi Lionel Messi vẫn được xem là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới biết bao năm tháng qua. Danh hiệu cứ đến với anh cùng với Barcelona, đã từng có thời điểm nó khiến anh chịu cái nhìn cay nghiệt từ những cổ động viên. Messi đã muốn dừng lại, chấm dứt tất cả và chấp nhận một cái kết nghiệt ngã. Nhưng nếu không phải là anh, chẳng ai có thể tạo nên sự khác biệt được cả. Từ năm 1993 đến năm 2021, Argentina đã không giành được danh hiệu nào. Khoảng thời gian 28 năm đó là khoảng thời gian dài nhất mà quốc gia Nam Mỹ này từng trải qua mà họ phải chấp nhận trắng tay. Trận chung kết Copa năm 2007, chiến thắng đã thuộc về Seleção một cách quá chóng vánh với tỷ số lên tới 3 bàn không gỡ. Sau đó tận 7 năm là một Leo đang ở đỉnh cao, đưa đội tuyển của mình vượt qua từng cửa ải khó khăn nhất. Thật tiếc là đội tuyển Đức đã giành chiến thắng 1-0 tại World Cup 2014 và hình ảnh Lionel Messi ngước nhìn chiếc cúp vàng mà chẳng thể với tới, nó hoàn toàn có thể là khoảnh khắc khơi gợi sự nuối tiếc của cả một thế hệ. Và sau đó, Argentina thậm chí đã để thua Chile tại Copa năm 2015 và 2016 nữa. Messi đã từng là một Harry Kane trước khi lời nguyền của cầu thủ người Anh ứng nghiệm như hiện tại. Và rồi sau đó thì chính là lịch sử. Kể từ đó, Buenos Aires đã diễn ra một bữa tiệc gần như không có điểm dừng. Năm 2021, trên sân nhà của đối thủ cũ Brazil, Argentina đã đánh bại Seleção với tỷ số 1-0 tại Maracana để giành chức vô địch Copa America lần đầu tiên sau 28 năm chờ đợi. Một giải đấu gặp vấn đề vì Covid, một giải đấu không có khán giả, nhưng điểm kết thì vẫn quá mộng mơ. Khi trận đấu kết thúc trong chiến thắng, Messi đã khóc và quỳ xuống, đưa tay lên che mặt. Sau đó, anh được các đồng đội vô cùng ngưỡng mộ và vui mừng tung lên không trung. Danh hiệu đầu tiên của GOAT và cũng là khi danh sách 11 cái tên đá chính trong đội hình của La Albiceleste trở nên quen thuộc. Nó không thay đổi nhiều kể từ đó tới nay. Thủ thành vẫn là Dibu Martinez, hậu vệ là Acuña, Montiel, trung vệ Romero, Otamendi. Tiền vệ thì có De Paul, Paredes, Lo Celso, Di Maria. Còn tiền đạo là Lionel Messi bắt cặp với Lautaro Martinez. Riêng giải đấu đó, Messi đem tới 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo cho đội bóng mình. Dĩ nhiên, vào đến trận đấu quyết định, những dòng cảm xúc lẫn lộn vẫn tạo nên chướng ngại cho M10.
Nhưng khi anh không tạo được khác biệt, còn đó người chiến hữu lâu năm Angel Di Maria, hệt như cách mà thiên thần đã làm hồi Olympic 2008 vậy. Một năm sau khi để thua trận mở màn trước Saudi Arabia, Lionel Messi đã ghi 7 bàn thắng trên hành trình đưa Argentina đánh bại Pháp trên chấm luân lưu trong trận chung kết để nâng cao chiếc cúp World Cup đầu tiên của họ kể từ năm 1986. Nhưng hành trình huyền thoại này đã bắt đầu với một cú vấp, đưa thầy trò Lionel Scaloni vào lằn ranh của sự sống còn. Hành trình của Argentina tại World Cup 2022 bắt đầu với một cú sốc lớn khi họ để thua Saudi Arabia 1-2 trong trận mở màn. Mặc dù Messi đã sớm mở tỷ số từ chấm phạt đền, nhưng hai bàn thắng trong hiệp 2 của Saudi Arabia đã khiến cho Argentina rơi vào tình thế khó khăn. Để rồi sau đó chiến thắng 2-0 trước Mexico đích thị đến từ nguồn cảm hứng của Lionel Messi bằng một cú sút xa trời giáng. Trong thế khó, lần lượt Enzo Fernandez và Julian Alvarez bước ra ánh sáng, để lại dấu ấn và giúp họ vượt qua vòng bảng sau khi đánh bại Ba Lan thuyết phục hai bàn không gỡ. Tiến đến vòng knockout gặp Úc cũng là trận đấu tròn 1.000 của El Pulgar, vẫn chính M10 mở tỷ số và rồi sau đó đến lượt Alvarez trực tiếp đưa La Albiceleste bước tiếp. Tứ kết trước Hà Lan là một cuộc đại chiến mang âm hưởng của Nam Mỹ với những màn chém đinh chặt sắt không chút nhún nhường. Cuối cùng thì Messi và các đồng đội vẫn bản lĩnh hơn dù lợi thế của họ có bị khỏa lấp đầy bất ngờ từ Vekos aka Bobo. Vượt qua Croatia dễ dàng ở bán kết, lần đầu tiên sau 8 năm, Messi có cơ hội nhìn ngắm chiếc cúp vàng thế giới một lần nữa. Nhưng đây là một El Pulgar không còn gặp vấn đề ở những trận chiến cuối cùng. Màn trình diễn bá cháy của GOAT đã đưa Argentina tiến đến chấm luân lưu để rồi ăn mừng trong khoảnh khắc vĩ đại cuối cùng. Cái gì mà khoảnh khắc chuyển giao 4 năm trước đó cơ? Messi chứng minh thất bại của Argentina trước Pháp vào năm 2018 chẳng phải là kết cục của anh. Điểm dừng chân của anh là ngai vàng, là vị thế số 1, chứ không phải là một lão tướng đã hết thời. Sự chuẩn bị đón chờ khoảnh khắc giải nghệ. Cả giải đấu này, Messi và Argentina bị rơi sát mép cửa tử không biết bao nhiêu lần. Ngay đến trận chung kết, khi mà mọi chuyện có thể dễ dàng khép lại với một kịch bản nhàm chán, vinh quang đã đội mồ sống dậy và thách thức bản lĩnh của họ. Và khi khó khăn ập đến, Messi cùng với tập thể của mình sẵn sàng đối đầu với nó. Đứng lên từ thất bại, Messi nhảy tót lên sự vĩ đại, một khoảnh khắc chắc còn cao hơn cả đỉnh Everest mất. Và ngay cả khi đã chinh phục xong bóng đá, Messi vẫn sẵn sàng cống hiến cho đội nhà ở chiến dịch có thể xem là cuối cùng của mình trong sự nghiệp tại nước Mỹ. Một giải đấu đặc biệt với sự xuất hiện của nhiều những ông lớn đến từ CONCACAF. Nói trắng ra, nó giống một giải vô địch quốc gia châu Mỹ mở rộng hơn là chỉ riêng Nam Mỹ. Đây không phải mùa bóng mà Messi thể hiện được phẩm chất tốt nhất, vì thể trạng không cho phép anh tạo ra những phép mỏng. Argentina thiếu vắng đi phần nào khả năng gồng gánh của Messi. Đó vẫn là một tập thể hàng đầu với sự đoàn kết của từng cầu thủ và cách bài binh bố trận, sự mát tay của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Kết cục, đội tuyển Argentina đã lau đi những giọt nước mắt của người đội trưởng đang ngồi bên ngoài đường pitch. Đó cũng là một lời khẳng định rằng, về mặt chuyên môn, họ có vẻ đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới ở trước mắt rồi. Với chức vô địch tại World Cup kẹp giữa hai danh hiệu Copa, điều đó có nghĩa là Argentina đã chính thức có được cú Triple Crown thứ hai trong lịch sử và đầu tiên tại khu vực Nam Mỹ. Quốc gia duy nhất khác từng đạt được thành tích đó là Tây Ban Nha, nhà vô địch Euro 2024 năm nay. Nhưng quay trở lại giai đoạn 2008 và 2012, họ đã vô địch Euro 2008 và Euro 2012, đồng thời đánh bại Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010 ở giữa dòng chảy thời gian đó. Danh hiệu Copa America 2024 đã minh chứng cho sức mạnh và tinh thần chiến đấu của Messi và đội tuyển Argentina. Ba danh hiệu lớn liên tiếp đã khẳng định vị thế của họ trên đấu trường quốc tế hiện nay là tập thể mạnh nhất, vô đối nhất. Và trong khi người hàng xóm Brazil phải ôm ấp những kỷ niệm trong quá khứ, xứ Tango hoàn toàn có thể nhìn vào thực tại nền bóng đá của họ, rằng binh đoàn mạnh nhất trong lịch sử đã xuất hiện. Còn Messi, những ngày tháng còn lại trong sự nghiệp bóng đá sẽ càng tăng thêm sự hưởng thụ. Anh đã đánh vật gã khổng lồ mang tên Vinh Quang, trở thành thánh thần ở quê hương mình. Nhưng Leo thì luôn muốn nhiều hơn thế. Argentina sau Triple Crown cũng không ngừng tiếp tục khao khát, với thêm nữa những vì sao mới, Quadra Crown, Penta Crown. Thôi nào, ai đó cản họ lại đi mà.